Xin được kính chào quý anh chị em và các bạn đến với kênh của Đức Bền Ô Tô có địa chỉ tại số 10 Thành Thái, công viên Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Hôm nay tôi đang bán tiếp cho quý anh chị em và các bạn một cái mẫu xe thuộc dòng xe Toyota Fortuner. Đây chính là mẫu xe Toyota Fortuner máy dầu, rất được ân khách tại thị trường Việt Nam. Xe được sản xuất năm 2013 và lắp ráp trong nước. Các bạn có thể nhìn thấy cái biển số xe thì cũng đã thấy là cái năm sản xuất rồi, biển số xe 13, năm sản xuất là 2013, xe mới về đây và chúng tôi đang cho anh em dọn rửa lại một chút để có thể trưng bày tại showroom tại số 10 Thành Thái, công viên Cầu Giấy, thành phố Hà Nội gọi nhá. Xe này các bạn có thể thấy thì khi mà tôi về thì không cần phải sơn si dọn rửa bất kỳ một cái gì cả, chỉ có cái chúng ta phải rửa xe đi thôi, và rửa xe đi thôi. Các bạn có thể thấy xe thì rất là đẹp các bạn nhé. Fortuner máy dầu, rất là kinh tế, rất là tiết kiệm, vận hành bền bỉ, linh hoạt trên mọi cung đường khác nhau. Rất nhiều những cái ưu điểm của cái dòng xe này. Xe đang có mặt tại số 10 Thành Thái các bạn nhé. Hiện tại thì số 10 Thành Thái, công viên Cầu Giấy, thành phố Hà Nội là một trung tâm của những cái dòng xe Toyota, đặc biệt là dòng xe Fortuner đã qua sử dụng. Hiện tại chúng tôi còn rất nhiều những cái mẫu xe, bao gồm có Toyota Fortuner máy xăng 2015, máy xăng 2014, máy xăng 2013, máy dầu 2013, rồi máy dầu 2016 và rất nhiều những cái loại xe khác. Đấy. Hiện tại showroom thì lúc nào cũng có khoảng tầm hơn 50 xe đang chờ đón các anh chị và các bạn đến trực tiếp tại showroom để xem xe cũng như là để anh chị em lựa chọn những cái dòng xe nào nó phù hợp với cá nhân cũng như bản thân của quý anh chị em và các bạn thân mến đấy ạ. Ghế đây, về thì các bạn không cần phải trang bị thêm bất kỳ một trang thiết bị phụ kiện nào, bởi vì xe đã được trang bị thêm, có dán phim cách nhiệt chính hãng, trải sàn CVT cao cấp rồi, trải sàn CVT cao cấp, ghế da đầy đủ hết các bạn nhá, đầy đủ hết. Đây, máy dầu, động cơ thì chúng tôi không phải quay cho các bạn đâu, vì khi mà các bạn mua một cái mẫu xe đã qua sử dụng thì các bạn đang lo lắng là xe có bị tai nạn hay không, có bị ngập nước hay không, có bị tháo cổ máy hay chưa, và giấy tờ an ninh an toàn có đảm bảo cho quý anh chị các bạn hay không. Cả bốn cái tiêu chí trên thì chúng tôi đều cam kết bằng văn bản cho quý anh, chị em và các bạn khi mà sở hữu dòng xe đó. Xe này hiện tại đang có chế độ hỗ trợ trả góp lên đến khoảng hỗ trợ trả góp lên đến đâu đó khoảng tầm 70%, lãi suất là 0,64% một tháng. Xe hiện tại chúng tôi đang chào bán với mức giá là 635 triệu đồng. Và giá thì vẫn có thể thương lượng được khá là tốt nếu anh chị em nào đến trực tiếp tại showroom, hoặc có điện số điện thoại 0939063333. Chúc các anh chị em và các bạn thật nhiều sức khỏe, thành công và gặp nhiều may mắn. Xin được trân trọng cảm ơn và hẹn gặp.